Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đu rằng ga mặn ê ca cha rằng a sa ri rằng gu hà sa dằn về chích tăng sẵn gia ma sẵn tí mốt khanh tí mà ra bàn tha na. Xa xôi dịu dợi lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu, vui sao thoát khỏi ma đồng sáu tai. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ thường tọa minh hạnh. Đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong gum. Con xin đọc ôn bài các pháp cú số 37. Đu răng gá măng, ê cá chá răng. A xá ri răng, vũ ha xá dân, dê chít tăng xăng, giá nét, giá mét san tí, móc khách tí ma, ra bàn thá na, đu răng, gá măng, ê cá chá răng, á xá ri răng, vũ ha xá dân, dê chít tăng xăng, giá mét xanh tí, móc khanh tí mà, ra bàn thá na, đu răng gá măng, ê cá chá răng, á xá ri răng, vũ hà xá dân, dê chít tăng xăng, giá mét xanh tí, móc khanh tí mà, ra bàn thá na, chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xa xôi dịu dợi lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu, vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tay. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Vân ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử và kính cảm ơn chị Đồng Đông, chị Nhật Huỳnh đã cho biết âm thanh rõ và Quang Thanh. Con xin đọc câu kệ số 37 ạ. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa di yang gu ha sa yang ye chi tang sang yam me chang ti mok khang ti ma bằng tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa xôi dịu vợi lý hành, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu, vui sao khỏi ma đầu sáu tai. Và đó là phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Đù rằng ga măng ê ca cha răng, a sa di yang gu ha sa yang ye chín tăng sang ya mệnh chăng ti mô khắp ti ma ra bằng tha nàng. Đô răng ga măng e cha ca cha răng
a sa di dân gu ha sa dân về chính tăng sang và mình sang ti môn khăn ti ma ra bằng tha nam. Dạ con đã đọc xong câu phúc cú số 37. Dạ chắc là Tina phải không Rạng Đông? Tina này, mời Tina nghe. Dạ con kính đảnh lễ ban ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 37. Trừ rằng các mằng ê các cha rằng á xà ri rằng bú hà xá dằng về chít tăng sằng về mê san tít mốc khan tít mà ra bàn tha nà chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Hòa thượng Thích Minh Châu. Du răng ga măng e ka cha răng a sa ri răng bu ha sa răng ye chín tăng sang yam men san ti mô khan ti ma la pan tha na. Du răng ga măng e ka cha răng a sa ri răng bu ha sa răng ye chín tăng yam men san ti mô khan thi ma là pan tha na. Xa xôi dịu vậy lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tai hòa thượng giới đức. Dạ con kính tri ân quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Ya satu satu dan saya tinan namo buddhaya namo dhammaya namo sangkhaya kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng giám đạo tràng, kính chào tu nữ cô tu nữ tề duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 37. Duranga mang eka charang asari rang guha sayang ye citang sang yame santi mokhanti marabanthana. Duranga mang eka charang asari rang guha sayang ye citang sang ya ve santi mo khanti maraban thawa. Duranga mang eka carang asari rang guha sayang ye citang sang ya me santi mo khanti maraban thana. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Bản dịch của ngài Minh Châu. Xa xôi diệu vợi lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu vì sao vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tay. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia Con xin việc xuống mít ở mến mời Quảng Thành tiếp theo. Là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Là mọi người có nghe thấy con nói không ạ? Có nghe. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, con Giang Đông. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và đại đức Tuệ Đức và đại đức Tuệ Nhẫn và cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào đạo tràng, con xin trả bài câu pháp cú 37. Du ran ga mang e ka cha yang a sa di di rằng hu ha sa yang je chi tang sang
rê mết sàn ti mốc khăn ti ma ya bàn tha na tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đủ rắn ga măng ẻ ca cha răng a sa di răng gù ha sa răng dề chín tăng sang rằm mê san tí mốc ca gan tí mà ra văn già ba tha na. Xa xôi dịu vội lữ trình đi đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu điều tâm hạnh phúc cơ màu vui sao thoát khỏi ma đầu. Sáu tay của Hòa Thượng Giới Đức. Là con đã đọc và kệ xong, con xin xuống bếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý tiền nam tín nữ. Và tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 37. Và cảm ơn huynh Bát Thanh Á. U răng ê ca cha răng a sa di răng bù ha sa văn dê tăng sang gia mật cha đi mộc khanh ti ma ra ban tha na đu ga măng ca cha răng a sa ri răng bu ha sa ye chi tăng sang và mệt san ti mộc khan ti ma ra ban tha na. Sống một mình không thân ẩn hang sâu được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa xôi diệu vợi lữ trình đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu điều sao thoát khỏi đầu sáu tay này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thì em đã kể xong và bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 37. Cảm ơn huynh Quách Thanh Á cho bài học. Đồ rằng ga măng ê cá cho rằng á xa a sa ri rằng gu ha sa yang ye chit tang sam yam met san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Đồ rằng ga măng e ca cha rằng a sa ri rằng gu ha sa yang ye chit tang sam yam met san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn Minh Quách, cảm ơn Quang Thanh. Đồ răng gam măng ê ca cha răng a sa ri răng gù ha sa văn về chích tăng xăm và mét xanh tí mật khanh tí ma ra bánh tha na. Xa xôi dịu dợi lữ tình đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu
điều tâm hạnh phúc có màu, vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tai. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Trệ Duyên Minh Quát Thanh Ná. Thi Na Xích Tâm Phương, Cộng Vân Xích Rạng Đông, Minh Quát Thanh Ná đã ôn bài. Và con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 37. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài Pháp Cú Kinh số 38. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đa Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đa Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đa Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng gì hay. Lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vận nguyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 38. Và Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thức ăn vui tiếng hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Dạ, thưa quý vị có nghe rõ chưa? Dạ, alo. Dạ, thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, trước khi vào bài pháp 38, pháp cú 38 ngày hôm nay, chúng tôi lại có bổn phận nhắc cho quý vị biết. Tất cả mọi khoảnh khắc đã qua, chúng không còn tồn tại ở đâu nữa cả. Ngày mai rồi cũng lại tới. Và ngày mai chắc chắn cũng chỉ lại có pháp sanh khởi. Thấy lại sanh khởi. Đối tượng thị giác lại sanh khởi. Nghe lại sanh khởi. Và âm thanh lại sanh khởi. Mùi sanh khởi. Cái ngửi mùi lại sanh khởi. Vị, cái đến vị lại sanh khởi. Sự xúc chạm và cứng mềm nóng nặng lại sanh khởi. Và xúc lại sanh khởi. Thọ lại sanh khởi. Tham, sân, si, thiện hay bất thiện lại sanh khởi. Và nếu đêm nay chúng ta chết đi, thì ngày mai lại một thức tục sinh sanh khởi. Tất cả các pháp không
không có một ai có sự kiểm soát được. Đầu thế gian này hay thế gian khác, chưa từng có một con người nào ở bất cứ phương diện nào mà chúng chỉ có hai pháp, là pháp kinh nghiệm đối tượng và đối tượng được kinh nghiệm. Đối tượng được kinh nghiệm là pháp vô chi vô giác, từ vô thủy cho đến vô chung. Âm thanh, màu, mùi, vị, cứng mềm, nóng lạnh, tất cả chúng chỉ là pháp vô chi, đất, nước, lửa, gió. Chúng không biết buồn, không biết vui, không biết sầu hận, không biết thương ghét, không biết giận hờn. Và rồi cái thấy cũng không có giận hờn, cái thấy cũng không có thấy được âm thanh, mùi, vị. Cái thấy chỉ đơn thuần thấy đối tượng thị giác. Cái thấy cũng không biết được đối tượng thị giác là con người này hay con người kia. Mà cái biết được đối tượng thị giác là con người này, người kia, đó là một tiến trình của suy nghĩ sau những cái thấy hay những cái nghe, ngửi, nếm, đụng. Vậy thì chúng ta đã vô minh từ vô thủy với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và cho những cái sắc màu, những cái đối tượng này là vợ, là chồng, là con, là cái, là anh, là em, là đủ thứ trên đời, và những câu chuyện được dệt lên từ vô minh và ý niệm về ngã. Tất cả chúng đã được mắt tuệ của Đức Thế Tôn phá tan cái màn vô minh này. Và cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Các bạn đừng quên các pháp hiện giờ. Nếu các bạn quên chúng thì là người tâm không có ổn định. Chúng ta luôn luôn quên pháp là thực hiện giờ. Chúng ta chỉ thích nghe những cái câu chuyện về người này, người kia, các bậc thánh có đức hạnh như thế này, như thế kia, mà chúng ta quên mất là các bậc thánh thấy về cái gì. Các bậc thánh luôn luôn an trú về sát la hiện tại, ý chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Hay là còn gọi có hai pháp nữa là pháp vô nhân và pháp hữu nhân mà thôi. Pháp vô nhân là niết bàn, là sắc pháp, là những cái tâm quả, tâm duy tác vô nhân. Hay là pháp hữu nhân chính là thiện, bất thiện và vô ký. Và các pháp đang ở đây các bạn. Thế bây giờ có cái nghe, cái thấy không? Luôn luôn chúng có mặt ở đó, nhưng mà không có cái hiểu về nó đâu. Chúng ta học hết tam tạng kinh điển, nhưng mà khoảnh khắc này chúng ta không biết. Như vậy chúng ta đã đi xa với giáo pháp đến vô tận vô biên, mà pháp sự thật đang có mặt. Quý vị sẽ không mong mỏi ở chúng tôi được những câu chuyện, nhưng mà chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một cái thông tin mà có thể làm cho chánh niệm tỉnh giác với pháp hành tứ niệm xứ sanh khởi ngay sau khoảnh khắc này, từng chút một. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe và cung kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahan Samma Sambuddho Phagavatam Phagavantam Afivademi Svakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sangkhang Namasami. Con niệm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ ai có niềm tin chân chánh, học và thực hành theo chánh pháp, người ấy mới giác ngộ niết bàn, chấm dứt sanh tử khổ đau. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đành lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai những hạt giống lành này đến
Tăng bảo người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng sanh tử của lộ trình tâm của mình, và thành tựu được các ba la mật, nếu ngộ được lý tứ thánh đế trong đời sống hiện tại hay đời sống vị lai khi đủ ba la mật. Phước lành, phước báo thanh cao do đặng để ân đức tam bảo, xin kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, chư Phật tử ở gần ở xa, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và có được tâm an tịnh, thấy rõ được lý tứ thánh đế trong đời sống của mình để xứng đáng là người con của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 38. Trước khi học câu kệ số 38, cô xin đọc một lần. Quý vị còn nghe rõ không ạ? À? Cho sư xin một tín hiệu. Alo. À, dạ. Awat anawatthi tachitassa sattamang avicca natto paritnava pasadassa panya na paripu vati. Người có tâm không ổn định, người có tâm không ổn định, người nào là người không có tâm không ổn định? Kể cả chúng ta, tâm của chúng ta mà nó không ổn định, không bám được với sắc lai hiện tại, đó chính là tâm không ổn định. Nhớ nha. Tất cả mà chúng ta lúc chỉ quay về kia là tâm chúng ta không ổn định. Còn khi nào mà chúng ta, tâm của chúng ta bám sát được với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, những cái cảm thọ như thật, như chân, nó sanh khởi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, từ những cái thô đến cái tế, thì cái tâm đó mới được gọi là tâm ổn định. Còn chúng ta đi ra ngoài cái điều đó, đều là tâm không ổn định hết. Vậy nè, quý vị thấy, phải không? À. Người có tâm không ổn định, người có tâm không ổn định là không có chánh chi kiến, không có hiểu biết về khoảnh khắc này. Một khi người nào mà đã hiểu biết về khoảnh khắc này, những cái thấy nghe ngửi nếm đụng này, cái người đó sẽ không bao giờ rời chánh pháp. Và vì đó không mất thời gian cho bất cứ một cái gì cả. Tại sao quý vị lại không đặt nổi cái niềm tin vào những cái này? Những cái đang có rất thực này mà chúng ta không hiểu được về chúng, chúng ta cứ đi tìm một cái gì để hiểu, thì xin thưa mấy quý vị, đó là tâm không bao giờ ổn định. Tại sao tham đang có mặt lại không có chánh niệm về chúng để hiểu chúng là vô ngã? Chúng ta muốn tham hay là xua đuổi tham? Tại sao khi có sân mà chúng ta lại không hiểu sân là pháp? Như vậy tâm của chúng ta không ổn định. Tại sao ai đó sân chúng ta lại bực mình, chúng ta giận dữ, chúng ta khó chịu với điều đó? Tại sao vậy? Đó là tâm không ổn định. Tâm không ổn định là tâm không thấy được pháp do duyên sanh là vô thường, khổ, vô ngã theo đúng bản chất của chúng. Không nhận thức được chánh pháp. Như vậy nhận thức được chánh pháp là gì? Nhận thức được chánh pháp, chúng ta nghĩ rằng là ôi chánh pháp là như này như kia. Không, nhận thức được chánh pháp là cái thấy này do duyên gì sanh, cái đối tượng được thấy này do duyên gì mà sanh. Không có cái thấy, không có cái đối tượng được thấy thì không có cái xúc này, không có cái thọ này, không có cái ái này, không có cái thủ này, không có cái hữu này, không có cái gì, cái sanh già đâu chết này. Các bạn có tin rằng là chúng ta chết trong từng sát na không? Nhưng mà chúng ta vẫn sợ chết, đúng không? Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó chết đi hàng ngày.
Và chúng ta chỉ còn mỗi những cái ý niệm bề ngã về con người này, con người kia, cả một cuộc đời của chúng ta và nhiều cuộc đời chúng ta sống như vậy đó. Mà không hề biết được mà Pháp đang là hiện tại. Phải không? Đó. Này không nhận thức được chánh Pháp. Chánh Pháp là không phải là cái gì. Chánh Pháp là hiểu được cái tà Pháp, hiểu được các Pháp nó đang vận hành. Đúng như nó là. Tức là thà như vậy thôi. Dạ thưa đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn đậm đậm, cảm ơn chầu khoan. Và một lần nữa chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cầm mic trở lại ạ. Đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Dạ sư có nghe âm thanh của con không bạch sư? Nếu sư nghe âm thanh con, sư cho con một tín hiệu ạ. Sư không nghe mà sư cũng không thấy rồi quý vị ơi. Đúng là Pháp tới rồi. Pháp hiện tại là đạo tràng chúng ta không còn nghe được âm thanh Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa, phải không Rạng Đông? Alo. Bây giờ làm sao Rạng Đông ơi? Dạ. Dạ, bây giờ làm sao Rạng Đông ơi? Rạng Đông là người chú sĩ ngày hôm nay nè. Dạ, sư không có nghe được âm thanh. Chắc Rạng Đông cầm mic chút xíu đi. Để sư trở lại, sư cho tín hiệu thì Rạng Đông có thể xuống mic Nhật Quỳnh thỉnh sư vào. Chứ bây giờ không biết có thể là ở bên sư đã bị cúp điện hay bị như thế nào rồi. Dạ, kính chào Sati Amata, Nhật Quỳnh cầm mic thì cũng không biết nói cái điều gì để chào sư vào. Dạ, con thấy để Đức Tuệ Nhẫn cho chúng con một tín hiệu rồi. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Sư cho tín hiệu rồi, sư rớt nét luôn rồi. Cảm ơn Châu Phan. Dạ, Rạng Đông nhìn dùm Nhật Quỳnh coi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À. À, dạ, bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Dạ, tốt quá. Thì nhận thức được chánh pháp. Như vậy chánh pháp là gì? Thưa quý vị, chánh pháp là sự hiểu đúng. Hiểu đúng tất cả các pháp hữu vi và thấy được tất cả pháp này là có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy chúng ta hiểu đúng về cái gì? Chỉ hiểu đúng về cái thấy, là cái pháp thấy. Nó thấy cái đối tượng thị giác. Cái pháp thấy này nó không phải là tôi thấy, không phải là ai thấy,
mà cái thấy này nó chỉ tương ứng với cái đối tượng thị giác ở ngay đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được là không có người thấy, không có tôi thấy, mà chúng ta sẽ thấy được là pháp hữu vi này nó do duyên mà sanh. Vậy đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không hiểu về cái nghe cái thấy ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không có một cái trí tuệ nào của tứ niệm xứ. Nếu mà ngay từ bây giờ chúng ta không hiểu thì tất cả những cái ngôn từ mà chúng ta học được kiếp sau nó sẽ mất hết. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đúng về pháp này thì cái trí tuệ đó nó sẽ là một cái nền tảng, nó sẽ thiết lập ở trong tâm của mình, nó là một cái cội rễ. Và khi mà sanh ra thì chúng ta mới có nhân duyên để giác ngộ được. Nên là cái người có tâm không ổn định, không nhận thức được chánh pháp thì họ luôn luôn có niềm tin dao động. Dao động. Khi nào mà chúng ta thấy được cái thế giới này nó chỉ có trùng trùng những cái thấy, cái đối tượng thì được thấy, chỉ có trùng trùng cái nghe và cái đối tượng được nghe, không có con người nào ở bất cứ phương diện nào, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn mê đắm, chúng ta sẽ không còn cho rằng quá khứ như thế này, hay chúng ta không còn mơ gì về tương lai, và chúng ta hiểu được tương lai nó cũng chỉ có những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và tương lai cũng chỉ là tham sân si với đất, nước, lửa, gió, những cái thứ bất tịnh, hôi thối, chia rồi nhào lộn, và rồi than khóc ở trên đó mà thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta sẽ không còn dao động nữa. Mà một cái người mà không có cái tâm ổn định, không có bám chắc được với cái sát la hiện tại của các pháp, không nhận thức được chánh pháp, có niềm tin dao động, thì trí tuệ không được hoàn hảo. Trí tuệ không được hoàn hảo. Đó là cái bài kệ mà cái nghĩa Việt này như vậy. Và cái từ ngữ á lá quắp thí tá chí tá đó, nó là một cái nhóm từ mà trong cái câu kệ để chia theo sở thuộc cách, là của tâm không ổn định. Của tâm không ổn định. Tâm không ổn định là tâm luôn luôn sao lãng với những cái là thực hiện giờ. Như vậy các pháp nó diễn ra nơi chúng ta đang là như này, nhưng mà có khi nào chúng ta hiểu nó không? Chúng ta nghe pháp hết của người này đến của người kia, nhưng mà chúng ta cũng chẳng hiểu pháp nó ở đâu. Chúng ta chỉ thích những cái từ ngữ, nhưng mà chúng ta, những cái từ ngữ chúng ta thích giải cái nghĩa đó, nhưng mà cái pháp đang sanh khởi thì chúng ta lại không biết, không hiểu. Thì đó không phải là người học pháp. Nhớ như vậy ha. Đó là người không có trí tuệ, đó là người có nhiều ngôn từ sắc bén, chứ không phải người có nhiều hiểu biết về cái là thật. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Còn nghe rõ không? Cho sư cô kia cô nói rằng là cô nghe không được. À, rõ mà. Dạ. Chứ theo sở thuộc cách là tâm không ổn định. Tâm không ổn định. Tức là tâm mà không ổn định đó, là cái người học pháp đó, không có hiểu pháp, mơ hồ. Mơ hồ. Nên họ theo hết cái tôn giáo này, họ theo cái tôn giáo khác, họ theo cái người thầy này dạy kiểu này, tứ niệm xứ kiểu này, rồi họ không được, còn này
chạy theo cái thầy này dạy cái tứ niệm xứ kiểu khác, rồi họ lại chạy theo cái vị sư này dạy về định kiểu này, dạy về định kiểu khác. Những người như vậy là những người không ổn định, dầu là chúng ta có sống trong chánh pháp này. Nhớ như vậy. Còn người đã ổn định, người đó biết pháp sanh khởi ở đâu. Người đó luôn luôn chỉ luôn luôn lắng nghe và hiểu về những cái gì là thực hiện giờ. Cái gì là thực hiện giờ? Này phải trở lại cái gì là thực hiện giờ? Âm thanh, màu, mùi, vị, cái nghe, cái thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh nó đang có mặt nè. Nếu mà chúng ta không hiểu cái đó thì chúng ta được gọi là gì? Là tâm không ổn định. Và chúng ta cho cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và mỗi khi chúng ta cho cái thế giới này đầy những cái con người, đầy những cái câu chuyện, đầy những cái nhựa phố xá. Nhưng thực tế thế gian này vắng bóng và không có một con người nào cả. Chỉ là từng sát la sanh khởi và xuất hiện một cách vô cùng ngắn ngủi và rồi hoại diệt. Ai có thể có niềm tin như vậy được, phải không? Nếu chúng ta không nghe lời giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta chìm mãi trong cái bến bờ sanh tử của những bóng ảnh mà thôi. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là cái từ Anavatthita thì chia theo quá khứ phân từ là không ổn định, không đứng vững chắc. Không đứng vững chắc. Không đứng vững chắc. Không đứng vững chắc vào cái thực tại nên không hiểu được nhân được quả, không hiểu được pháp duyên sanh ở ngay thân tâm của mình. Nên là chúng ta đi chạy tìm người này người kia để mong cầu họ sẽ dạy cho mình những cái điều này điều kia. Nhưng mà quý vị có biết được rằng là chỉ có hiểu biết từ nơi thân tâm của mình mới giải quyết cái dòng sanh tử của mình không? Nếu mà Đức Phật ban bố cho chúng ta được trí tuệ thì chúng ta không cần phải học cái gì hết, không cần phải nghe lời Ngài. Nhưng mà chúng ta học giáo pháp của Ngài là chúng ta nghe và hiểu được cái lời của Ngài thì cái trí tuệ đó chúng ta mới xài được. Nó mới cắt đứt dòng sanh, nó mới chấm dứt dòng sanh tử của chúng ta được. Chứ chúng ta không thể vay mượn được bất cứ trí tuệ của ai. Dầu là Đức Phật hay Ngài Xá Lợi Phất hay bất cứ một trường hợp nào. Bởi vì phiền não và các pháp sanh ở nơi chúng ta phải hiểu rõ nó. Với cái đường lối mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta nhiều cái cách về uẩn, về xứ, về giới, về đế. Nhưng mà rút cục lại là cái con đường bát chánh đạo. Chúng ta cần phải thẩm sát ở trên đó thì mới giác ngộ được. Thì đó mới gọi là ổn định. Còn cái từ Avatthita này là không ổn định, không đứng vững, tức là không đặt niềm tin vào cái hiểu về sắc la hiện tại. Ngày nào mà chúng ta còn nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm mà chúng ta không thấy rõ được thế giới của nghe, thế giới của thấy hoàn toàn khác nhau và không một lần nào gặp nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Cái chưa từng biết cái nghe là gì và cái nghe cũng chưa từng biết cái thấy là gì, dầu là một sắc la. Bởi vì cái thấy phải diệt tận thì cái nghe mới có thể có mặt, chứ không thể hai cái cùng một lượt sanh khởi được. Nhưng mà chúng ta vẫn gom nó vào hết, phải không? Đó là tâm không ổn định. Vậy là Avatthita, Avat, cái căn của nó là căn tha cộng với ý tá, là quá khứ phân từ. Cái Avatthita này thì được chia là được ổn định, đã đứng vững chắc. Đã đứng vững chắc. Tiếp đồng ngữ Avat là xuống, tha là đứng. Chitta là cái danh từ trung tâm, là tâm. Tâm cũng được gọi là trung tâm. Tâm cũng được gọi là trung tâm. Còn cái từ sát thâm măng, thâm má, tiếp đầu ngữ là sát, nó là một cái danh từ nam tấm, chia theo đối cách là chánh pháp.
chánh pháp thì nó luôn luôn chung với tà, nó luôn luôn ở ngay tà pháp, thưa quý vị, ở ngay tà pháp. Tham sân si mà được chánh niệm nhận biết là pháp thì đó là chánh. Mà tham sân si nó cuốn chúng ta vào cái câu chuyện, vào con người này người kia, vào sanh tử luân hồi thì đó là tà pháp, nhớ nha. Tà pháp. Nhưng mà thường thì chúng ta theo tà pháp. Cái từ sát, cái căn ác là một cái tính từ là đúng, là chánh. Như là hay là hiện tại phân từ xâm tá là việc đúng, chánh, hay là như là. Rồi thăm ma thì chúng ta biết rồi, danh từ thăm ma, pháp, lời dạy của Đức Phật hay là chân lý. Như vậy pháp ở đâu? Pháp ở khắp mọi nơi, cái chi cũng là pháp. Nhưng mà chúng ta không hiểu, không hiểu pháp thôi chứ cái chi cũng là pháp. Thế mà chúng ta cầm cái ly, là chúng ta nghĩ đến cái tay và cái ly, mà chúng ta quên mất được rằng nó chỉ có một cái kinh nghiệm và cái đang được kinh nghiệm. Và cái đang được kinh nghiệm đó thì nó không phải là cái gì cả. Nó chỉ là một cái nặng hay một cái nhẹ hay một cái cứng hay một cái mềm mà cái thực tại nó biết thôi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn đã cho nó là một cái gì đó trước khi chúng ta đối diện với nó rồi. Như vậy các bạn có tin được rằng là cuộc sống của chúng ta chỉ suốt năm tháng ngày chúng ta chỉ đối diện với bảy cái sắc thô này thôi mà chúng ta còn chết với nó? Đó là gì? Màu, mùi, âm thanh, vị, cứng, mềm, nóng lạnh. Chỉ có bảy cái này thôi mà cả cái thế giới này chìm ngập trong khổ đau. Và nó xuyên qua in dấu vào năm cái căn này là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Tức là 12 cái sắc thô này luôn luôn là nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng cái người yêu, người này, người kia không thể tưởng tượng được. Chỉ vậy thôi đó. Phải không? Đó là mới là nói sắc thô mà chúng ta còn chưa hiểu nha. Phải không? Và chúng ta nghĩ rằng đời sau có cái gì nó tốt đẹp lắm, nó còn mơ mộng lắm. Nhưng mà nó không qua được cái thân tử thi này đâu. Nhớ như vậy. Đời nào đi chăng nữa, nó có tốt đẹp cỡ nào đi chăng nữa, bạn cũng phải quay về với năm dục này và những cái thân hôi thối hoại diệt và đầy tự ngã này, và cho chúng là tôi này. Và đã bỏ vô lượng thân khác rồi, và ngũ uẩn này tiếp tục tạo ra những cái đó mà thôi, chứ không phải là tạo ra cái gì trong đời sau cả, thưa quý vị. Không có cái gì mà đời sau nào thì nó cũng chỉ là năm uẩn mà thôi. Chức năng của thấy thì nó vẫn là thấy đối tượng thị giác, nghe vẫn nghe âm thanh vậy thôi. Có phải tất cả đau khổ đến từ đó, mà có phải giải thoát đến từ đó không? Hãy coi những bài kinh Đức Phật dạy về sáu xứ và Ngài dạy về tham ái ở đâu thì diệt tận ở đó. Từ Avijjanato, cái từ Avijjanato là một cái tính từ, ở đây chia theo sở thuộc cấp là trong khi không nhận thức, không nhận thức được. Tiếp đầu ngữ á là không. Vichananta, căn của nó là căn nha. Tiếp đầu ngữ của nó là quý. Cái câu này nó thuộc về cái động từ này, chia theo thể hiện tại là hiện tại phân từ là hiểu biết. Tiếp đầu ngữ quý là khỏi, rời, hay là không, chỉ cho sự nhấn mạnh. Nha là biết. Và tiếp theo nữa là Parit ná quá Pasarasa Panya ná pari purati, là có niềm tin dao động khi tuệ không được hoàn hảo. Trí tuệ của chúng ta không được hoàn hảo nên là chúng ta luôn luôn mơ ước một cái đời sống tốt đẹp, một cái hình hài mới cho mình, một cái sanh hữu tốt đẹp cho mình, mà chúng ta không biết được rằng
chúng chỉ là các pháp hữu vi, không có một bản thể. Chúng chỉ dựa theo những cái nhân duyên xuất hiện một cách ngắn ngủi và biến mất, mà không có một ai có thể tạo ra được cái gì và làm được một cái gì. Quý vị làm được cái gì, quý vị chỉ cho chúng tôi nghe. Không. Cái thấy nó làm việc thấy, cái nghe nó làm việc nghe, cái ngửi nó làm việc ngửi. Bạn không thể làm. Cái thấy nó làm việc thấy, cái nghe nó làm việc nghe, cái ngửi nó làm việc ngửi. Bạn không thể làm cái điều đó được. Bạn không thể biểu cái màu đó, bạn không thể biểu là bạn có thể, bạn không thể biểu cái màu đó như thế này như thế kia được. Bạn không thể lấy cái nghe mà để thấy được cái màu. Không có chuyện đó xảy ra. Dầu là tất cả các bậc thánh ở trên đời không có làm được cái việc đó, nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình là cái gì ở đó. Không có. Pháp nó vẫn vậy, cái thấy thì nó thấy cái đối tượng của nó, cái nghe nó làm cái việc nghe của nó, cái ngửi nó làm cái việc ngửi của nó, cái ngửi nó không có chạy qua cái nghe để nghe cái âm thanh. Nó không có làm cái việc đó. Chỉ khi nào có mùi in dấu vào mũi tỷ căn thì thiệt thức sanh khởi với các duyên của nó. Thế các bạn đòi làm cái gì được? Các bạn có tu được cái gì không? Không. Trí tuệ nó có con đường riêng để phát triển. Không có ai có thể đặc định được cho Pháp bất cứ một trường hợp nào là không thể. Khi mà chúng ta càng hiểu về lý vô ngã thì chúng ta càng yêu thương hơn, chúng ta càng thấy kính cảm về các pháp hữu vi. Cái duyên sanh của nó là vô cùng vô tận mà Đức Phật dạy về cái pháp duyên sanh này. Quý vị rằng, quý vị nghĩ rằng quý vị tích lũy được điều thiện này để cho quý vị có kiếp sau là quý vị hưởng chứ gì? Đó là một tà kiến. Thông báo cho quý vị biết. Pháp thiện nó tạo ra cái quả thiện của nó chỉ khi đủ duyên cho nó mà thôi. Nếu mà chúng ta không nắm vững được cái pháp duyên sanh, cái lý vô ngã này, thì chúng ta luôn luôn muốn mình trở thành một cái điều gì đó. Nhưng mà chúng ta quên mất là Đức Phật dạy các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường. Nhớ điều đó. Nó có tánh sanh diệt chứ nó không có trở thành. Bởi vì tham nó sanh lên rồi nó diệt. Chứ cái tham của ngày hôm qua mãi mãi không bao giờ sanh lên một sát na nào nữa trong vòng sanh tử luân hồi. Cái tham hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào duyên mới của nó. Và cái cũ nó để lại, khi nó diệt đi thì nó để lại cái tính chất của nó và cái tham nó tích lũy. Nhưng mà nó, cái tham đó nó không có trở thành cái gì cả. Như vậy khi phiền não là khác, mà khi nó tạo nghiệp là khác, và khi nghiệp là khác và nó cho quả là khác nữa, là như vậy đó. Chúng ta không thể chọn được cha mẹ, tất cả mọi thứ trên đời này là như vậy đó. Thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng có mình trong đời sau để thụ hưởng một cái điều gì đó, mà chúng ta luôn luôn quên mất cái mất cái pháp hiện giờ để mà có thể được biểu chi. Rồi cái từ parip na pawa pawa sarasa, parip na wa cộng với cái từ pasada là cái nhóm từ ở đây chi theo sở thuộc cách là của việc niềm tin dao động. Parip na wa là hai cái từ, parí cộng với plawa là một cái tính từ, là có dao động, có lay chuyển. Ngày nào mà chúng ta chưa thấy, không kinh nghiệm được những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày này, nó là pháp vô vi, nó là quẩn, là xứ, là giới, là đế, nó đang thể hiện cái bản chất thật của nó với cái tính vô thường khổ vô ngã của nó, thì ngày đó chúng ta còn dợt lên những cái ý niệm về ngã, những cái tà kiến. Tiếp đồng ngữ parí là xung quanh, căn của nó là căn blue, là trôi chảy. Pasada nó là một cái danh từ nam tánh, là niềm tin.
Và tiếp đồ ngữ phá là chỉ cái sự nhấn mạnh. Panya thì chúng ta biết rồi. Và đó là từ ngữ, từ vựng mà được trích ở cái bài kệ này. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu là Ngài dịch là ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không biên thành. Đó. Như vậy là diệu pháp nó đang thể hiện, pháp nó đang thể hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có phải là suốt cuộc đời của chúng ta nó chỉ có những cái nghe, cái thấy, rồi những cái hình ảnh qua lại mà chúng ta bị mê đắm vào trong đó? Chúng ta chẳng hiểu được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Âm thanh chỉ là âm thanh. Cái nghe rất là ngắn ngủi. Tham thì không phải là âm thanh. Như vậy thì tham nó không thể sanh chung với âm thanh được. Phải không? Như vậy âm thanh nó phải diệt đi. Tham thì nó không thể sanh chung với cái nghe được. Vì hai cái pháp này nó không thể nào mà sanh chung được. Không thể phải không? Thì chúng ta, nếu mà chúng ta không thấy hai cái khoảnh khắc pháp này nó khác biệt, nếu mà cái tham nó sanh chung với cái nghe thì sẽ không bao giờ có chánh niệm, trí tuệ sanh khởi gì được nữa hết, phải không ạ? Phải không? Không thể có được. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng thế giới này chỉ có pháp đang sanh khởi. Nghe là một pháp. Cái được nghe là một pháp khác. Pháp nghe thì không phải là pháp được nghe. Do vậy thì không có tôi nghe ở đó được. Và không có ai tạo ra cái nghe ở đó được. Như vậy các bạn đòi tạo ra chánh niệm và trí tuệ ư? Đòi là luôn luôn mình có chánh niệm và trí tuệ ư? Đó là vô minh, đó là tà kiến vậy thôi. Các bạn mong mỏi giác ngộ ư? Đó là tham. Không phải là pháp giác ngộ. Nhưng nó cũng là thực tại để hiểu, phải không? Là như vậy đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái bài, cái tích truyện. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị. Tích truyện này thì kể cho một cái công tử, như thực tế là cái từ công tử ở đây thì nó không có hợp lý. Cái bài này thì nói cái người này đi lùa bò về, cái lùa bò về, mà công tử thì không thể đi lùa bò. Cái người này, một cái công tử này đi là một cái thì ở trong này thì sư cũng nói về thằng hai cái bài kệ này thì Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự ở cái chùa Chia Tá Quá Lát Kỳ Viên, và đề cập đến đại đức gọi là Chít Tá Ha Ná hay là Phục Tâm. Và cái thời Đức Phật đó thì cái công tử này vào rừng để đi tìm cái con bò đi lạc của gia đình mình. Và cái người này theo cái dấu chân bò đi mãi cho đến cuối giờ ngọ, tức là gần 12 giờ trưa đó, thì công tử vị này mới tìm gặp được cái và đuổi được bò cho nó nhập vào cái bầy bò của mình. Rồi cái người này thấy mình rất là đói và khát nữa. Khi mà nhìn thấy xa xa có ngôi tịnh xá đó, thì ý nghĩ mới sanh lên. Thì chúng ta biết là pháp nó duyên sanh nó rất là hay. Khi mà nó đói lên rồi đó, thì chúng ta thấy tâm nó tự biết đi tìm vật thực à. Nhưng mà đa phần thì chúng ta không thấy được đói là một pháp. Và tham lại là một pháp khác. Chính cái điều đó mà chúng ta luôn luôn bị bị vô minh nó chi phối đó. Rồi khi đó thì tâm của vị đó nghĩ rằng mình vào đây để xin cơm nước. Thế nào thì các cái vị tu sĩ, các cái chư tăng này, chư tăng thì mình nói theo cái tiếng của mình thôi, chứ thực tế là lúc đó là
vì đó thấy ký những cái bậc sa môn phạm hạnh. Thì lúc bấy giờ thì cái thời đó thì các chư đại đức tăng là những cái bậc thánh nhân, thì các ngài đi bát thì cái thời đó đưa được sung mãn, nên là cái canh cơm mà các ngài ăn xong thì còn rất là nhiều khi mà nó dư thừa. Thì cái người lùa bò này đó, sau khi ăn cơm no xong uống nước đã khát thì rửa tay súc miệng rồi, thì vì đó cũng chắp tay đảnh lễ chư tăng và mới bạch rằng: bạch ngài, hôm nay chắc là có thí chủ thỉnh các ngài đến nhà để thọ bát, về hay sao mà có rất nhiều những cái đồ ăn rất là ngon và còn nhiều như vậy. Thì chư tăng mới nói: không đâu này ông Thiện Nam, chư tăng thì đi khất thực hàng ngày và luôn luôn được nhiều như thế đó. Thì cái người này mới suy nghĩ rằng: ô, ta đi đùa bò cực khổ, chăn bò cực khổ như vậy thì đi tu, đi xin ăn như vậy thì những cái đồ ăn này nó quá ngon và này rất là đơn giản, nhàn nữa. Và thế là anh chàng ta về nhà mới nói vợ mình là mình đi vào xin chư tăng xuất gia. Thì vị này xuất gia đó, thì vì đó ham thích cái thức ăn ngon đó, nên ăn rất là nhiều. Và trong nhiều ngày như vậy thì tâm nó, thân nó mập ú, nó khỏe mạnh. Thì vị này lại nhớ vợ, nhớ gia đình và lại đi về. Đi về rồi chăn bò hay làm lụng cực khổ, rồi lại nhớ chùa, rồi lại xuất gia. Xuất gia đến 5-6 lần. Thì chư tăng cũng chán ngang mấy cái ông này đó rồi. Nhưng mà vị này cũng là bậc hiền trí. Khi mà ngài xuất gia bỏ, xuất gia về thì một hôm đó thì khi mà đi về, tâm cũng muốn hướng xuất gia lại rồi. Về ngay lúc đó thì gặp cái cảnh mà bà vợ có chữa, bà bụng rất là to. Mà lại nằm thì cái váy nó xồ xề và nó ấy ra, thì chúng ta biết rằng lúc đó những cái đồ dơ, đồ giấy vào. Rồi ngủ trưa nó phành ra như vậy thì cái miệng rồi nó há hốc ra, những hai cái hàm răng thì mắt nó nhắm nghiền lại. Và cái bụng thì to trướng lên và nó lóa lồ như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà các dục nó sanh lên á, nó cũng khôn lắm, nó nhìn vừa kín đáo vừa hở hang á, thì ái á, nó mới tăng trưởng, nó mới có thi vị của nó. Nhưng mà khi một con mắt mà nó được nhìn thấy cái sự thật của nó rồi á, thì trí nó sẽ sanh. Và chúng ta luôn luôn nhìn với con mắt của lửa vời của ái. Nó khó một điều như vậy, thưa quý vị. Thế bây giờ quý vị có nhìn thấy chồng vị quý vị không? Có nhìn thấy vợ của quý vị là như thật không? Nhưng mà chúng ta thật là những cái tử thi biết di động và chứa đầy tham sân si mà thôi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn. Và ở đây chúng cho chúng ta một bài học. Nhưng mà chúng ta nghe cái này hoài, nhưng mà chúng ta quên hoài về mình. Phải không? Và cuộc sống này thì chúng ta biết rồi. Cuộc sống của chúng ta hàng ngày chỉ có mấy cái mẩu xương vụn, vài cái tô canh nhạt, vài cái hạt cơm trộn vào, hút vô, rồi chiều thải ra một bãi phân, sáng thải ra một bãi phân với một chút nước tiểu, đánh răng rửa mặt, rồi chạy long nhong ở ngoài đường, lại đi kiếm những cái tứ đại này hay tứ đại khác, nhặt nhạnh cái tứ đại này hay tứ đại khác, rồi sầu muộn than khóc ở trên đó mà thôi. Và chúng ta cảm thấy cuộc đời còn rất là thơ mộng, còn rất là đẹp, còn rất là đáng để khát khao. Nhưng mà bậc trí đã có cái nhìn thật là xuyên thấu.
bậc chí nhìn một cái thì thấy không còn là vợ của mình nữa, thấy cái tướng của nó hiện ra rồi, cái tướng của sự thật nó hiện ra. Và ngài lúc này kinh cảm thật sự rồi, vô thường quá, vô thường quá. Hôm qua em đẹp, hôm qua còn đẹp đẽ như vậy, bây giờ nó mở toang hết cả ra rồi thì thôi thôi thôi, thôi thôi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Và ngài cứ đi đi và ngài niệm vô thường, vô thường, vô thường. Và ngài chứng Tu Đầu Huần là cư sĩ. Và chúng ta biết được rằng là thủa đầu tất cả những người chứng đạo đều là cư sĩ hết rồi mới xuất gia. Ở đây cho chúng ta thấy. Như vậy cái thấy pháp là rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không thấy ra điều đó, chúng ta luôn luôn là khát khao với những cái phước báu mà chúng ta, nó bị che lấp đi những cái thực tánh pháp này. Phước báu là cái gì? Chúng ta có sanh ra phước báu cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ đụng chạm với những cái tứ đại như bao kiếp khác mà thôi. Ngài đã thấy ra cái sự bất tịnh của nó, thấy ra được cái sự thật của pháp đó. Hãy vô thường, vô thường. Và ngài chứng đắc Tu Đầu Huần. Chứng đắc Tu Đầu Huần. Thì khi mà ngài chứng đắc Tu Đầu Huần thì ngài vào này, ngài xin Chư Tăng xuất gia, nhưng mà Chư Tăng ngán quá rồi. Bây giờ ông này không xuất gia rồi, ông này về nữa. Nhưng mà ngài lăng lỉ biết thì Chư Tăng cũng cho xuất gia. Xuất gia không bao lâu á thì ngài quán cũng trên cái bất tịnh đó, trên các cái pháp này nè, ngài chứng đắc A La Hán thánh đạo thánh quả. Và khi mà ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả rồi thì sao? Ngài không có về nhà nữa. Không về nhà nữa thì Chư Tăng mới hỏi rằng là: này đạo hữu, cái kỳ này mà sao lâu quá lại không thấy về nữa? Thì ngài mới nói là: bạch các ngài, hễ con luyến ái trong tâm thì còn trở về nhà. Ai dứt được tâm luyến ái thì không còn muốn trở về nhà nữa. Quý vị có muốn trở về ngôi nhà của mình không? Quý vị không cần phải đi đâu cả. Quý vị có ở nhà quý vị mà quý vị không tham ái thì quý vị không có trở về cái ngôi nhà nào cả. Còn kể cả quý vị có ở chùa mà quý vị còn luyến ái với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quý vị vẫn là người ở nhà thế gian này mãi mãi mà thôi. Đi tu cái khổ nhất, và sư nói một cái từ là khốn nạn nhất, là không được cái gì cả, được mấy cái mẫu xương của đời bố thí mà đắm chìm ở trên đó. Thương bà Phật tử này, ghét bà Phật tử kia. Và nó thật là tệ hại. Mà có ai đâu thưa quý vị, mấy cái này nó sanh khởi suốt cả ngày trong đời sống của chúng ta. Phải không? Chúng ta tưởng tham ở đâu ư? Ở ngay sau cái thấy nghe người nếm đụng thôi, vô minh. Ở đâu ư? Ở đó, lậu hoặc ở đâu? Ở đó. Ở đó. Chúng tôi đảm bảo với quý vị. Và nếu mà không, chúng ta không bắt kịp được những cái này thì càng ngày càng vô minh thêm mà thôi. Chúng ta có học cái gì thì nó cũng vô minh thêm mà thôi, chứ nó chẳng được cái gì. Cái từ ngữ thì nó có thể chuyển tải một chút ít nào đó, nhưng mà nó không được thể hiện đúng với pháp của nó thì chỉ làm cho chúng ta vô minh thêm mà thôi. Và khi ngài thấy rõ cái điều đó
Lúc bây giờ thì Chư Tăng kéo đến và bạch với Đức Thế Tôn là bạch Ngài Tỳ Khưu này đã dám nói với Chư Tăng như thế. Ông nói như thế tức là ông cháo chở, giả dối, phạm đại vọng ngữ. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết được con của Ngài, này Chư Tỳ Khưu, vì tỳ kheo đó nói đúng sự thật, con trai của ta trong lúc tâm còn bất định thì không hiểu chánh pháp, thì còn đi đi về về. Nhưng bây giờ thì dứt cả việc phước và tội, dứt cả việc phước và tội. Làm sao mà chúng ta dứt được việc phước và tội đây? Phải không ạ? Nếu mà chúng ta dứt được việc phước và tội, chúng ta phải hiểu pháp thiện chỉ là pháp thiện, pháp bất thiện chỉ là pháp bất thiện, pháp vô ký chỉ là pháp vô ký. Và tất cả pháp đó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy những cái sắc, những cái chúng ta ăn uống này kia, chúng ta quên mất nó là pháp vô ký đó. Chứ nó có ở trong kinh điển đâu. Hằng ngày chúng ta chạm với nó hằng ngày đó. Phải không? Âm thanh là pháp vô ký đó, màu là pháp vô ký, mùi là pháp vô ký đó. Nó là phước hay là tội? Nó chẳng là phước, chẳng là tội. Nó không phải là nhân, không phải là quả đó. Nhưng mà cái thấy của chúng là quả, cái nghe của chúng là quả, cái ngửi của chúng là quả, cái nếm của chúng là quả, cái xúc chạm đối với chúng là quả. Như vậy có ai ở trong đó không? Hay là chỉ có vòng duyên sanh bất tận, quả luân, nghiệp luân, phiền não luân? Phải không? Nếu như mà chúng ta không hiểu về những cái điều sự thật trong đời sống này, thì chúng ta hiểu về cái gì? Chúng ta học giáo pháp Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu về cái gì? Chắc chắn là chúng ta nói là chúng ta hiểu biết, nhưng mà chúng ta hiểu biết là ồ, cái pháp này nó có 4 chi, 5 chi, 6 chi, cái nghĩa của nó như thế này. Nhưng mà lúc âm thanh sanh lên, lúc đó là chân đế pháp nó đang hiện, chứ nó không phải là 5 chi, 4 chi. Khi cảm thọ nó sanh lên, có cái hiểu về nó hay không? Đó. Thì đó mới là người đứng vững được. Còn nếu không là không đứng vững. Nếu không là không có sự đứng vững. Không có sự đứng vững. Và chúng ta luôn luôn cho những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, và cái được thấy nghe ngửi xúc chạm này là người này người kia, đàn ông đàn bà, vợ chồng con cái, suốt cả ngày, cả đời. Và đời sau chúng ta cũng lại muốn mình như thế này, như thế kia. Tất cả những cái điều đó đều đang bị vô minh và ý niệm về ngã. Phải không? Có phải là Đức Phật dạy là có con đường giác ngộ, nhưng mà không có người giác ngộ, đúng không? Có sự tu tập nhưng không có người tu tập. Có con đường đi mà không có người đi. Như vậy là tất cả các pháp nó chỉ có hai vấn đề, là vô minh về khoảnh khắc này và minh về khoảnh khắc này mà thôi. Nhưng mà vô minh thì nó nhiều vô lượng vô biên trong đời sống hàng ngày. Và rất ít khi nào chúng ta có khoảnh khắc minh về nó. Vì chúng ta không được nghe đúng về nó, không được như tác ý đúng về nó. Chúng ta luôn luôn bị trôi ra khỏi những cái thực tại này trong đời sống hàng ngày. Và Đức Phật đã dựng chúng lên, những cái thực tại này cho chúng ta biết.
Như vậy nếu mà tâm của chúng ta nó không có ổn định, không biết rõ được các pháp duyên sanh trong đời sống hàng ngày, không hiểu được những cái nghe, cái thấy, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, là những cái pháp hữu vi, là vô thường, khổ, vô ngã, là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Thì đó là tâm không ổn định. Khi mà chúng ta đã hiểu được chúng là vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta có mong ước rằng là thiện này của tôi làm sẽ được hưởng như này hay không? Không có thiện nào là của tôi cả. Mà chúng ta có cho cái tham này là tôi tham hay không? Tôi sân hay không? Tôi si hay không? Hay là tất cả những cái pháp này nó đều tùy thuộc vào các duyên riêng biệt của nó mà sanh? Nếu mà cái thấy mà nó thấy những cái điều xấu xa, đê tiện, thì cái tham nó có sanh được hay không? Chắc chắn là không. Mà cái thấy này dầu nó có thấy cái điều bất thiện, nó có thấy cái điều, nó có thấy những cái hình ảnh xấu hay hình ảnh tốt, thì trí tuệ nó vẫn có thể hiểu được đây là một quả của nghiệp. Như chúng ta có đúng không? À, do vậy chúng ta không có đặt cái niềm tin một cách chắc chắn vào những cái thực tại ngay trong đời sống này, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, nên là tâm của chúng ta không ổn định, là chúng ta không thấy được nhân quả, không thấy được nhân quả, và không thấy được chúng thực sự chỉ là pháp hữu vi, mà không có một con người nào, không có một ai kiểm soát được chúng. Chúng ta vẫn tin cái được thấy là con người này, con người kia. Có khi nào chúng ta nhìn cái truyền hình, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều người đi đứng ở trong đó, nhưng mà chúng ta tắt cái truyền hình đó thì người đó đi đâu, về đâu? Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái người đi trong truyền hình, cái người đang đứng, rồi cái người đi ngoài phố, chúng ta không biết được rằng nó chẳng có gì khác nhau cả. Như vậy đối tượng thị giác nó cũng xuất hiện và biến mất một cách rất là nhanh chóng, nhưng mà cái bóng ảnh của nó để lại, nên là nó có rất nhiều bóng ảnh để lại. Nhưng khi một cái nhìn của chúng ta nhìn rất nhiều cái tâm thấy, và chúng ta thấy có rất nhiều người, nhưng mà tại sao chúng ta chỉ nghĩ về một cái người nào đó, trong khi đó chúng ta thấy rất nhiều người, chúng ta lại nghĩ về một cái người đó là xấu, là đẹp, là sao? Rõ ràng rằng là những đối tượng thị giác này, chúng hoàn toàn chỉ là một cái sắc biểu hiện của những cái tứ đại khác nhau mà thôi. Nếu không có tứ đại thì những cái đối tượng thị giác này không thể xuất hiện được. Như vậy thì nó đã dựa trên rất nhiều pháp. Nó không thể đứng vững. Nên là các pháp nó duyên sanh là như vậy, tức là phải dựa trên những cái pháp khác thì nó mới sanh khởi được. Cái đối tượng thị giác nếu không có con mắt thì không bao giờ nó in dấu vào được. Con mắt mà bị mù thì nó không in dấu vào được. Và cái thấy sẽ không bao giờ thấy được nó, vì không thể sanh khởi cái thấy. Như vậy thì không ai tạo ra những cái pháp này cả, mà những cái pháp này nó hoàn toàn phụ thuộc vào duyên của nó. Thì cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Và từ đó chúng ta mới thấy, dần dần chúng ta mới
thấy được cái duyên xúc thọ ái thủ hữu của nó. Thì cái người đó mới được gọi là người ổn định. Còn cái người tâm không ổn định là cái người chưa thấy được giáo pháp của Đức Phật, chưa thấy được những cái thực tại này, là vô thường khổ vô ngã. Người đó còn tin vào một cái thế giới siêu hình, còn tin vào một cái đời sống mới do mình tạo ra từ cái nghiệp này. Mà chúng ta thấy tất cả thế giới thì nó sanh ra cũng chỉ là năm quẩn, rồi kiếp sau cũng chỉ là những cái thấy nghe ngửi nếm đụng ở dưới biển hay ở trên trời, thì nó cũng chỉ là những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm mà thôi, chứ không thể khác hơn được. Do vậy các pháp hữu vi này nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh. Nên chính vì vậy chúng ta cần phải học hiểu một cách rất là chân chánh, để cho có tâm ổn định, có niềm tin chân thực đối với pháp Đức Phật dạy, rằng là không có một con người nào cả, mà chỉ có những cái đặc tính của pháp hữu vi sanh khởi và hoại diệt mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa đẻ rồi, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi được tứ thánh đế thánh đạo. Con nguyện phước lành này là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, luôn luôn tinh tấn học hiểu thông suốt giáo lý Đức Phật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp vi diệu này, do lời chân thật này mong thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học số 38 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rum. Và con kính dâng bích đến sư. Lăng đắc khăn tu sa pa đê va ta. Pha va tu sa pa mang ga lăng đắc khăn tu sa pa đê va ta sa pa bút tha sa pa tham ma sa pa sang kha nu pa ve na sa đa su thi pa văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các thánh lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thường tòa minh hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đê quá ta san ti vi ha ra. Ya đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin. Ta tham ma đa đê na pa wan tu vu chi ta. So thiên ca ron tê tha quý hà răng đá lê. Thê ra cha mát cha na hoa ca cha bít kha vô. Sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra. Sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu tê. Cha la bu cha dê pi cha an đá sam pa hoa.
sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tít cha tề sắp bề pi đúc khát xa khá rộn tu sẵn khá dân thà tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút gà la sẵn khô hồ tu sa mắc gồ quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khám tu sắc thẩm mô sắp bề pi thẩm ma cha ri nô bút thêm sẵn phá hú này ya ma thầm ma ri yap pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.